Đây là câu chuyện thương tâm đã xảy ra vào ngày 9 tháng 3 tại Bình Phước. Theo thông tin được biết, người chồng và vợ cũ đã ly hôn nhiều năm. Khi gặp lại thì hai người đã xảy ra cự cãi. Người chồng đã tác động liên tục vào vợ cũ, khiến chị gục ngã tại chỗ. Sau đó được nhiều người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Mời các bác anh chị xem trực tiếp người nhà chia sẻ sẽ hiểu rõ. Thì hôm nay mấy anh em đã có mặt tại xã Mỹ An thuộc huyện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp. Thì cách đây ít ngày xảy ra một cái sự việc rất là đau lòng. Hai vợ chồng nói chung cũng đã ly hôn rồi, nhưng vì mâu thuẫn hay là chuyện gì đó, nhưng mà xảy ra chuyện không hay thì người chồng đã tiễn vợ về với ông bà, và hiện tại anh chồng cũng đã đi đầu thú, và chắc có lẽ những ngày tháng sắp tới sẽ phải dướng dòng lo lý. Nhưng có một cái chuyện buồn ở đây là còn hai đứa con, hiện tại hai đứa nhỏ mất mẹ rồi cha, thì như vậy thì rất là khó khăn. Hôm nay mấy anh em đến đây thì trước mặt quý vị đây chính là chú, chính là ba ruột của chị gái, cũng chính là ông ngoại của hai đứa. Dạ thì con chào chú ha. Dạ thì nói chung con cũng chưa biết rõ gì cái sự tình, về cái hoàn cảnh của ba mẹ của mấy bé này á, thì chú có thể chú chia sẻ lại cho tụi con hiểu được không? Được, chú cứ hỏi đi. Dạ, ba mẹ của bé hay sao mà lại cái xảy ra cái cớ sự như ngày hôm nay vậy chú? Thì đầu tiên nói chung thì nó đã ly hôn ly dị đây cũng 9 năm rồi. Trong khi đó là Phan Thị Kim Hạnh đó, là mẹ của cháu đây là lo làm ăn nuôi các cháu em đủ để cho ăn học để khôn lớn. Mà khi là khôn lớn rồi là bà ăn rồi là cái thằng chồng cũ nó ví là chơi bời xa đỏ, nó về nó đòi tiền, nó phải đưa tiền cho nó, nhưng mà không có tiền thì nó sẽ là con của tôi đó. Tức là hai người đã ly hôn lâu rồi, bao nhiêu năm rồi chú? 9 năm rồi. 9 năm. À, chị gái là cũng có gia đình mới ha? Không. À, chưa. Phải là làm đủ rồi làm ăn nuôi con, mà nếu có gia đình cho nuôi con được. Dạ, giống như chị ở vậy nuôi hai đứa con. Rồi anh chồng anh về anh đòi cái gì mà? Đòi tiền. Đòi tiền. Ừ. Ủa, không có sống chung nữa mà tại sao anh chồng? Vì thấy vợ làm có tiền đặng là nuôi con này kia nọ, có đồng vô đồng ra, người ăn chơi mà không biết ăn chơi cái gì mình đâu có biết, gì đòi tiền. Rồi đằng này nào mấy đường bà thì ví dụ đã thôi nhau rồi, trong 9-10 năm nay thì không gì đòi tiền, cũng có lời qua tiếng lợi rồi, rồi thằng chồng đó nó có một hai lần rồi, vậy rồi hâm rồi nghĩ không đưa rồi. Rồi người vợ thì con gái tôi là muốn nó nói là cái chuyện đó như dục bổn cơ còn mưu, là nghĩa là nói chứ qua loa thôi chứ không có tính là nghĩa là gì. Xảy ra ở địa phận ở đâu chú? Tại phường Hưng Long thị xã Trân Thành tỉnh Bình Phước. Sự việc xảy ra ở Trân Thành Bình Phước. Tức là giống như là chỗ ở của ba mẹ con luôn. Chỗ buôn bán chứ không phải là chỗ ở. Rồi các anh chồng đó từ lúc mà ly hôn là sống ở chảnh luôn hay là sống ở đâu? Sống ở đâu không biết, ở đó là không biết. Tới lúc mà giống như là xin tiền và lên kiếm. Là đòi đưa tiền chứ không có phải là xin tiền. Lại đòi thắng người vợ đưa tiền, mày đưa tiền cho tao nhiều tiền vậy, rồi vợ trả lời là không có tiền lo nuôi con, hồi đó giờ đâu có tiền đâu mày đưa. Rồi người chồng nói không được, nói vậy thôi, rồi người vợ tưởng đâu là hâm vậy thôi, rồi người vợ tính như vậy là bỏ qua. Rồi một lần nhất, rồi lần hai nữa, rồi lần ba rồi chắc giao rồi, là nhảy vô rồi. Ra vào ngày nào? Là ngày âm lịch là ngày 29. 29 năm lịch. 29 năm lịch là lúc là 1 giờ. 1 giờ trưa ha. 1 giờ trưa. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mấy năm vừa qua, hai vợ chồng có liên lạc không mà? Không, rồi đã thôi rồi đâu có liên lạc làm gì nữa. Đã không ở nhau mà. Chị làm công việc gì trên Bình Phước? Buôn bán, bán cơm, rồi đó, bán cà phê, nước mía, rồi bào mía, gia công, rồi kia, bất cứ mà làm cái gì rồi để có tiền để mua sinh, làm có tiền để nuôi con thôi, chứ không bất cứ không có làm gì rồi xấu hay là gì vậy hết. Dạ, là chị có hai bé đây ha, bé này là bé nhỏ. Còn bé trai lớn đâu rồi chú? Bé trai lớn rồi, bây giờ mấy ngày nay mẹ nó mất rồi, nó đưa gì đây rồi, nó hai ngày nó giữ kiệt sức rồi nó ngủ, nằm trong phòng, nó ngồi trong buồng, nó ngủ chó. Dạ, như vậy là chị đưa về hồi lúc nào chú? Hôm về tới đây thì lúc đó là khoảng 10:30. 10 giờ tối hay là? 10 giờ tối. Giống như là việc hậu sự là mình làm ở trên Bình Phước thủ tục nữa. Ở chảnh thì làm ở chảnh là một đêm dưới là tới 12 giờ kia rồi, giờ trưa ngày hôm qua. Rồi,
ba của đứa bé đó hiện tại giờ là đã đầu thú rồi, là giờ phòng công an nó đã nhốt rồi. Dạ. Để chờ anh ta làm việc ha. À. Chú chào con trai ha. Con tên gì con có thể con nói cho mấy chú biết được. Tên Tiến. Con bao nhiêu tuổi rồi? Và anh con? Anh con 18. Hai anh em là sống cùng mẹ trên Bình Phước được bao lâu rồi? Mẹ em con kể là từ 8 tháng tới bây giờ. Từ lúc mà con còn 8 tháng tới bây giờ. 8 tháng là tính ra là mấy năm? Mấy coi như 11 năm mấy. 12 năm. Anh con còn đi học không? Dạ con nghỉ đi làm. Chỉ còn có mình con, anh con làm cái gì? Trước thì anh con pha chế ở trong quán pizza, rồi xong rồi chuyển qua làm cho chị hai con. Trong suốt thời gian mà con sống mẹ chảnh là ba con có hay tới có luôn lên chảnh không? Dạ không. Có cái hôm trước Tết là con đi lên con đám giỗ ông nội. Con chịu khó con nói to lên chút xíu cho con khỏi cần cặp cái mì đó. Con nói chuyện to lên đây. Con nói đại lớn nha. Con bị đau không ha? À con cứ nói bình thường đi. Rồi con ba chở con về, ba mới kêu đó là giờ không chịu chi 5 mét đất cho mẹ rồi qua Tết đi rồi biết gì á. Là cha con nói với mẹ con gì đó? Dạ. Bình thường á cha có cho tiền con không? Dạ không. Tức là con sống chỉ là chỉ có ba mẹ con nương tựa nhau thôi. Dạ. Cái hôm mà xảy ra sự việc đó con có mặt tại đó không? Con mấy thằng đứng đó van xin nhớ quỳ lại. Ồ con chứng kiến luôn hả? Con có thể là con kể lại cho mấy chú cái sự việc mà ba con đã làm như thế nào, con lăn van xin như thế nào. Con xin lỗi cháu, cháu kể được á, con bị ám ảnh. Thôi ám ảnh hả? Cháu gì nha, nếu hỏi cháu gì chị không có cho phép cháu làm gì đâu nha. Dạ. Còn ám ảnh nó kể lại vậy nè. Rồi em hiểu rồi chị. Như vậy là cha con ở đâu con? Cái giai đoạn mà cha con ở trên Củ Chi. Củ Chi ở cách con với mẹ con bao xa? Con không biết rõ. Từ hồi lúc cha mẹ chia tay nhau là có khi nào cha trở về gặp mẹ với mấy con không? Có mấy lúc con về nội thôi. Chỉ có là con về nội thôi. Chứ cha thì không có về đây, cũng không có gửi tiền cho mấy con. Nhà này là nhà của ông ngoại. Dạ. Từ nhỏ con có hay về thăm ông ngoại không? Dạ không, tại con phụ mẹ buôn bán ở trên Trân Thành á. Cho nên là chỉ có khi nào mà đám giỗ ông ngoại con mới đi xuống thôi. Ô con giỏi gì? Con vừa đi học mà vừa phụ mẹ hả? Con như vậy rồi con đi học thì có thời gian rảnh nhiều không, sao phụ mẹ làm được? Dạ khoảng 3 giờ sáng con dậy con chồng với con phụ mẹ con, rồi khoảng 4 giờ lúc đó là thời gian rảnh của con đó, con làm bài rồi này. Rồi bây giờ hai anh em của con dự tính như thế nào trong cái tương lai khi mà mẹ không còn mà ba mà rơi vào dòng lao lý như vậy? Con với anh hai con làm ở trên cho là con học hết lớp 6, con chạy lên những gì con ở. Còn anh con thì vẫn ở dưới đó làm. Vì ruột của con á ha. Dạ. Chúc rồi đi việc cái việc mà lo hậu sự cho chị là xong hết rồi ha. Rồi chú có dự tính này để hai đứa cháu mình không? Tại bây giờ nó rơi vào cái cảnh mà ba mẹ như vậy đó, nó không có người lớn bên cạnh nữa đó. Chú là bản thân là ông ngoại, tương lai cho cháu mình như thế nào chứ? Thì bây giờ tôi nói với các chú nghe cái hướng về rồi cái suy nghĩ của tôi á, thì tôi rất thương các cháu tôi, nhưng mà cái trong cái môi trường sống, cái môi sinh của các cháu rồi nó quen từ nhỏ lớn ở đó, thứ nhất, thứ hai là nó sống từ nhỏ lớn ở đó, bây giờ là tôi phải tập nó cho nó trở lại cái môi trường đó, rồi là để nó làm ăn như thế nào, nó cuộc sống nó ra sao. Rồi dần dần là tôi phải lo tiếp, và nếu mà nó không có tình trạng mà nó làm không được hay nó nuôi không được thì bắt buộc tôi phải đem về đây tôi nuôi nó chứ đâu có bỏ được nó. Bé trai này nói là nó còn đang đi học, nhưng mà con nghĩ là nếu như mà để bé đi làm nhiều quá sợ sau này nó bỏ việc học không luôn.
Đó mới nói thằng này là nó mới học rồi mà đã nói ăn thua, bây giờ có thằng lớn nó phải mừng rồi nó nuôi cho thằng này. Ý tôi muốn nói vấn đề đó mà không biết là nó làm được hay là không. Mà nếu nó làm nó nuôi thằng này không được là cái chương trình tôi phải chắc chết, phải rút đè đem cái thằng này về đây tôi mới nuôi nó. Giờ con cháu giờ nghèo cỡ nào mình cũng lo cho nó chứ, cho nó sống chứ không để giờ mẹ nó không còn cha nó rồi như vậy rồi đó, mình đâu có để được. Hai đứa về đây nào, tính về lại Bình Phước hết tuần này con về Bình Phước con học, ngày nay con đi làm.